Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin chưa ai thiếu ăn, thiếu mặc, lãnh đạo khẳng định không hề nói, báo chí đưa băng ghi âm đập lại. Mới đây, một ông thầy giáo viết đơn xin nghỉ việc và nêu lý do rằng tởm nhất là vấn nạn dối trá. Đó là thầy giáo nói về môi trường giáo dục và những đồng nghiệp lãnh đạo của trường nơi mình công tác, mong nói là rất nhiều điều phi giáo dục tại Việt Nam. Tuy nhiên, vấn nạn dối trá không chỉ ở môi trường giáo dục, mà có lẽ sự dối trá đáng ghê tởm nhất vẫn là chốn quan trường, nơi mà các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn miệng học tập và làm theo tấm gương đạo đức nảy nọ của Hồ Chí Minh. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Câu chuyện sau đây là một minh chứng cho điều đó. Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, ông không hề nói trong dịch COVID-19 chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc, trong lúc một tờ báo đăng bản ghi âm để phản bác lại ông này. Đây là hình ảnh ông Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Minh Tấn. Mạng xã hội vào ngày 18 tháng 10 xôn xao khi báo Lao động tường thuật khi phát biểu tại phiên thảo luận tổ kỳ họp Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 18 tháng 10, ông Tấn đã nói rằng dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp gần 5 tháng qua ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đến giờ này chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc và khốn khổ về dịch. Sang đến ngày 19 tháng 10, ông Tấn chính thức phát biểu lại với báo chí như sau. Ý của tôi không phải như vậy, tại anh em nghe không rõ nên mới đăng vậy, tôi không nói câu chưa có ai khốn khổ, khó khăn, mà ý của tôi là không để lại ai thiếu đói, thiếu mặc, khốn khổ. Trách nhiệm của mình là phải lo cho bà con như thế. Trong đợt dịch vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân gần 8.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn. Vậy tại sao viết chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc? Có chứ, có thì mới chi tới 8.000 tỷ đồng. Chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc, tại sao phải chi 8.000 tỷ đồng như vậy? Việc chỉ hỗ trợ cho người dân hai đợt là chính sách riêng đặc thù của thành phố nhằm hỗ trợ khẩn cấp người dân gặp khó khăn. Tôi làm ngành lao động thì phải lo cho dân chứ, không thể bỏ mặc dân trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay. Báo đã đăng bản ghi âm, nhưng báo Lao động cùng ngày 19 tháng 10 cũng cho đăng ngay bản bóc băng ghi âm lên trang web của báo để khẳng định họ không đưa tin sai. Báo Lao động giới thiệu rằng tại đoạn ghi âm 2 phút 31 giây, ông Lê Minh Tấn khẳng định đánh giá trong gần 5 năm qua, dịch bệnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh rất là ác liệt, kinh hoàng, nhưng đến giờ này chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc, chưa ai khốn khổ. Ngoài ra, ở đoạn 3 phút 5 giây, theo tờ báo, ông Lê Minh Tấn còn nói tiếp: Thành phố Hồ Chí Minh hiện chi ra gần 8.000 tỷ đồng, nhưng các đơn vị, tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân cũng ủng hộ cỡ đó, tức là 8.000 tỷ đồng. Thành ra bảo bà con, thành phố chúng ta không ai thiếu ăn, thiếu mặc, không ai khổ. Đây là hình ảnh người dân Thành phố Hồ Chí Minh đăng ảnh kêu cứu khắp nơi cách đây 3 tháng. Ai cũng thấy, chỉ có mình ông Lê Minh Tấn là không thấy. Đến cuối ngày, ông Lê Minh Tấn chưa có phát ngôn nào về bản ghi âm của tờ báo Lao động. Được biết, tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, chính quyền đã chi khoảng 10 triệu lượt hỗ trợ cho 3 đợt. Từ cuối tháng 9, thành phố này đã triển khai gói hỗ trợ 3 với kinh phí khoảng 7.300 tỷ đồng. Về sự cố liên quan đến ông Lê Minh Tấn, Facebook Lê Huyền Mỹ đưa bình luận như sau. Ông Tấn nên xin lỗi. Trước lời phủ nhận vào trưa nay, tôi không nói chưa có ai bị khốn khổ, khó khăn, mà là không để ai bị thiếu đói, thiếu mặc, khốn khổ. Được giải khắp các tờ báo thành phố. Chiều tối nay, báo Lao động công bố bản ghi âm minh định một lần nữa phát biểu của chính phủ mà tờ báo đã tường thuật ban đầu. Khổ không những một mà hai lần, Giám đốc Sở Lao động và Thương binh Xã hội đã khẳng định đến giờ này đảm bảo bà con thành phố chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc, khốn khổ. Tôi có mấy suy nghĩ như sau. Thứ nhất là đặt trong văn cảnh sau câu khẳng định chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc là thông điệp ca ngợi, tán tụng nhau rằng chúng ta đứng từ góc độ như thế mới thấy được sự quan tâm của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các sở ngành, các tổ chức chính trị, xã hội và doanh nghiệp, mạnh thường quân. Dĩ nhiên, trong đó có nghị quyết 09 của Hội đồng Nhân dân thành phố rằng sớm nhất so với chính phủ, cú ghi điểm với bà Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đang điều hành phiên thảo luận.
Đây là hình ảnh hành lý của người dân dọn khỏi phòng trọ về quê, chỉ còn là quần áo, cái quạt điện, vài cái móc, toàn thứ rẻ tiền. Dân nghèo khổ như thế nhưng quan chức của Đảng Cộng sản chỉ ngó lơ như không hề biết gì. Dĩ nhiên trong sở ông Tấn thì có lẽ vì đây là phiên thảo luận tổ, không phải thảo luận hội trường nên ông Tấn đã hơi khinh suất chăng? Trước làn sóng phản ứng của dư luận, ông đành nhắm mắt phủ nhận. Chắc cũng liều mình, biết đâu không lưu bằng cớ. Không dè cú này, anh hai Củ Chi đã sập bẫy của chính mình. Thứ ba là một người như ông Tấn, càng giữ ông ở lâu trên chiếc ghế ấy càng kỳ quặc cho tổ chức, càng tội cho ông, khổ cho dân. Bình thường không dịch giã gì đã đủ thứ chuyện, mà gần đây nhất là cú sai phạm tày trời của cán bộ trung tâm hỗ trợ xã hội thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Sở Lao động và Thương binh Xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Và ông Tấn thì vẫn bình chân như vậy. Vào thời dịch, không phủ nhận sở này cùng với Mặt trận Tổ quốc thành phố đã nỗ lực thực hiện các gói an sinh, thiếu sót chậm trễ là có, nhưng vừa xin về đi chia trong hệ thống chính trị mà chỉ khi lâm cảnh dịch bệnh mới thấy kháng thể rất lỏng lẻo, yếu nhược, thì những bất cập là điều hiểu được, thấy trước được. Xong với tất cả những gì đã xảy ra lồ lộ trước mắt mà người làm công tác lao động xã hội lại càng tận mắt chứng kiến, thì hai lần khẳng định không ai thiếu đói là một sự phủ nhận bất chấp. Nó không thuộc về kỹ năng nhận biết để đổ lỗi nhớ nhớ quên quên. Kỹ năng diễn đạt là nói ngọng, nói nhịu, mà là đạo đức làm người, cán bộ, tức là sự trung thực, nói đúng sự thật. Ông Tấn đã đánh mất nó. Đây là hình ảnh khi dân nghèo thất nghiệp ở thành phố vì Covid, thiếu đói, đi xe máy hàng ngàn km về quê tìm sự sống, thì Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu rằng tiền trong dân còn rất nhiều. Thật không có gì vô cảm hơn. Kỹ năng thì còn học do học hành, không học khóa này thì có thể học khóa sau. Còn lời nói thật, sống trung thực thì phải học và hành suốt cả cuộc đời, mà người thầy vĩ đại nhất lại chính là mình. Giờ thì có lẽ tốt nhất là một lời xin lỗi từ ông Tấn vì đã nói không đúng sự thật. Xin lỗi cử tri, xin lỗi đồng bào thành phố và xin lỗi cả hệ thống chính trị, nơi mà hai người đứng đầu đảng bộ và chính quyền thành phố đều đã nhận lỗi trước nhân dân. Xin nhân dân lượng thứ trong cuộc chiến phòng chống dịch. Thì lý do gì một người gây ảnh hưởng xấu lên tổ chức lại không nhận lấy trách nhiệm về mình? Facebook Lê Huyền Ái Mỹ đưa ra nhận định như vậy. Còn Facebook Chế Quốc Long thì viết rằng không hề có sự chuẩn bị, chủ động hỗ trợ hay cứu trợ đồng bào. Đến khi cuộc tháo chạy khỏi thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, họ mới bàn đến chuyện cứu trợ. Facebook Bình Hoàng thì tiếp tục đưa tin. Nó lộ rõ bản chất, trình độ văn hóa quan lớn lùn đến khó tin trong bộ máy quản lý nhà nước có quy mô quốc gia này. Vì xét về dân số và thu nhập thì thành phố Hồ Chí Minh còn lớn hơn nhiều quốc gia ở châu Âu. Ngu dốt, vô cảm, trí trá và hèn hạ là nhận định của nhà văn Lưu Trọng Văn trên trang Facebook cá nhân của mình. Ông viết, ở ông Tấn đã hội đủ các phẩm chất của một kẻ ngu dốt, vô cảm, trí trá và hèn hạ. Đây là hình ảnh qua cơn dịch mới thấy rõ là chỉ có nhân dân tự nguyện giúp đỡ nhau mà thôi. Thứ nhất là về ngu dốt, chỉ có kẻ tột cùng ngu dốt mới không nhận ra được sự thật thiếu đói khốn đốn của hàng triệu người dân trong suốt nhiều tháng qua. Thứ hai là vô cảm. Trước những đau thương mất mát của hàng triệu phận con người, Nhung Tấn không hề cảm thấy xót xa, thương cảm và vẫn thản nhiên cho rằng chưa có ai thiếu đói, khốn khổ vì dịch. Chỉ có kẻ có máu lạnh mới thốt ra những lời như thế. Nếu không khốn khổ, thiếu đói thì tại sao người dân phải lũ lượt tháo chạy khỏi thành phố như thời gian qua? Thứ ba là trí trá. Không những không thừa nhận điều mình nói, ông còn chối quanh, thậm chí đổ lỗi cho người khác, thì đó đích thị là kẻ trí trá. Thứ tư là hèn hạ. Vì không dám thừa nhận điều mình nói nên ông chính là kẻ hèn hạ. Tôi nghĩ rất nên công bố băng ghi hình này để Bí thư Nên và Chủ tịch Mãi, hai người đang cố gắng tạo niềm tin với dân, với lãnh đạo cấp cao ở thành phố, phải có ngay kỷ luật con sâu Lê Minh Tấn đang phá hủy hình ảnh lãnh đạo thành phố để an dân. Và tờ báo Lao Động nơi công bố phát biểu của ông Tấn có thể đề nghị cơ quan chức năng điều tra tội vu khống báo chí của ông Tấn, truy tố để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Ông Tấn còn chút thể diện nào đó thì hãy xin lỗi dân Sài Gòn và xin từ chức ngay, may ra với hành động
này của ông mới có được sự tha thứ của bà con Sài Gòn. Nhà văn Lưu Trọng Văn đã đưa ra kết luận như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2021 bản tin Chưa ai thiếu ăn, thiếu mặc, lãnh đạo khẳng định không hề nói, báo đưa bằng ghi âm đập lại. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.